Những kỷ niệm thời thơ ấu gà đứt mỏ vẫn mọc lại trên 20 năm tôi đã từng trải qua thời tuổi trẻ ở Việt Nam Cộng Hòa. Tôi từng chơi bắn bi, tạt lon, năm 10, bịt mắt bắt dê, đá banh, tạt hình. Đánh đáo, đánh lộn, nuôi gà. Lúc đó khoảng 12 tuổi tôi đã từng nuôi một con gà mái nổi rất tội nghiệp vì nó chạy ra chợ ăn cướp thịt nên bị bà thăng bán thịt vung một dao đứt lìa cái mỏ. Cả mỏ trên và dưới. Người ta bảo tôi mần thịt nó đi. Không có mỏ nhọn làm sao mổ thóc được. Tôi không đủ can đảm làm chuyện đó. Nhưng tê ôi tin tưởng nó vẫn có thể sống được dù không có mỏ. Ngày ngày tôi kiên nhẫn chăm sóc nó, banh miệng nó ra thảy vào vài muỗng lúa, rồi vỗ thêm vài muỗng nước sáng cho nó ăn một lần và chiều cũng một lần. Khoảng chừng 2 đến 4 tháng sau, bạn có tin không, đôi mỏ con gà được mọc lại và nó có thể tự đi kiếm ăn như xưa. Sau này nó đẻ trứng rồi ấp nở cho tôi 12 chú gà con đẹp tuyệt vời. Nhưng chẳng may tôi đã vô tình giết chúng. Số là tôi khám phá ra con gà mái nổi này bị mặc cưa giống như loại trí, bọ, sống bám trong lông, trong cánh của nó. Thằng bạn tôi cũng vô tình cho tôi một gói nhỏ đựng bột trắng rồi nói: mày dùng thử thuốc diệt muỗi DDT này coi biết nó độc. Tôi dùng số lượng rất nhỏ cho vào lông và cánh của nó. Chỉ một hai ngày sau cả bầy lăn đùng ra chết. Gà ngứa thì hay vỗ cánh. Vỗ cánh thì nó và đàn con của nó hít phải vào. Tôi buồn lắm, muốn đem chôn nó, nhưng khi xách con gà đi ngang xe bán phở, chú bán phở xin nó để mần thịt thế là tôi trở về tay không. Tuổi thơ của tôi, phải nói là một vùng trời kỷ niệm dù có thiếu thốn, nhưng tôi vẫn coi Việt Nam như một thiên đàng rất đáng sống nếu không có cộng sản cai trị. Qua bên Mỹ này, dù mọi thứ đều có đủ cũng có Thanksgiving. Christmas, New Year, tôi vẫn không hưởng lại được sự hạnh phúc của những ngày xưa thân ái.